Theo Bloomberg, một bài đăng bán ngôi nhà 7 phòng ngủ mới ở ngoại ô Úc Lên, thành phố lớn nhất New Zealand, cam kết sẽ tặng kèm một chiếc Model Y e của Tesla cho người mua. Quảng cáo của đại lý bất động sản Barfoot and Thompson về ngôi nhà này có tiêu đề Tesla nguyên đai nguyên kiện và nhà mới tinh. Theo Barfoot and Thompson, chiếc xe Tesla này hoàn toàn là quà tặng kèm, chứ không phải một tài sản để đẩy giá nhà cao hơn. Hiện tại, xe Tesla ở New Zealand được bán với giá khoảng 72.400 đô la Mỹ, Bất động sản được tặng kèm xe khá hấp dẫn, nhưng nó sẽ vẫn bị so sánh với 400 ngôi nhà khác cũng đang được giao bán. Một nhân viên sale bất động sản tại đây cho biết, đại lý này nhận được mức giá chào bán là 1,8 triệu đô la New Zealand, tương đương với 1,1 triệu đô la Mỹ, đối với ngôi nhà 7 phòng ngủ tặng kèm chiếc Tesla. Đại lý này nhận được rất nhiều câu hỏi và có thể bán ngay trong tuần. Có thể thấy thị trường nhà ở từng hot nhất thế giới đang hạ nhiệt nhanh chóng. Đây là dấu hiệu cho thấy chủ nhà đang mất rất nhiều thời gian để bán trong bối cảnh chi phí đi vay tăng vọt ảnh hưởng đến nhu cầu. Nằm giữa khoảng 400 ngôi nhà khác đang ế, những người bán đang phải tìm những cách thức không giống ai để thu hút sự quan tâm cho ngôi nhà của mình. Viện Bất động Sản New Zealand Rains cho biết việc bán nhà hiện mất trung bình 47 ngày. Con số này tăng từ 37 ngày vào một năm trước và 28 ngày vào đầu năm 2021 Số liệu mới công bố về giá bất động sản nhà ở trong tháng 10 của trang này cho thấy, giá chào bán trung bình cho một căn nhà ở Auckland đã giảm 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá bất động sản trung bình trên cả nước giảm 7,5% trong tháng 10 so với năm 2021. Đà sụt giảm này chưa có dấu hiệu cải thiện khi ngân hàng trung ương New Zealand có thể sẽ tiếp tục chu kỳ thắt chặt chính sách kéo dài cả năm vào cuối tháng này và nâng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên đến 4,25% để kiềm chế lạm phát. Theo trang web đấu giá bất động sản, nguồn cung nhà để bán ở quốc gia châu Úc đã tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, giá nhà tiếp tục bị đẩy 12,6% so với mức đỉnh vào hồi tháng 11 năm 2021 và các nhà kinh tế dự đoán đà lao dốc vẫn chưa kết thúc. Dù giá nhà đang và sẽ tiếp tục giảm, người mua đang chờ đợi cơ hội trước khi xuống tiền vì vẫn phải chật vật với điều kiện đi vay, bị thắt chặt và chi phí đi vay cao hơn. Thực tế, các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đồng loạt tăng mạnh lãi suất đã gây ra tình trạng ảm đạm cho thị trường bất động sản cả thế giới và New Zealand là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Michael Gordon, kinh tế trưởng New Zealand tại West Park Banking, nhận định với mức lãi suất hiện tại, chúng tôi dự đoán giá nhà sẽ còn điều chỉnh thêm. Số nhà mới được niêm yết đang giảm khi chủ nhà chấp nhận rằng họ sẽ nhận được mức giá không như mong đợi. Ông Gordon cho biết thêm, số liệu cho thấy số nhà chưa bán được trên thị trường đang giảm bớt do có ít người đang bán hơn. Ông dự kiến mức giá giảm từ đỉnh đến đáy sẽ là 17%, theo chỉ số Rains. Không chỉ tại New Zealand, những thị trường nóng khác trên thế giới như Australia, Canada cũng đang phải đối mặt với mức tụt lùi hai con số. Các chuyên gia nhận thấy sự suy thoái đồng thời của thị trường nhà ở toàn cầu vào năm 2023 và 2024. Chi phí tài chính cho bất động sản cao ảnh hưởng đến nền kinh tế theo nhiều cách. Các hộ gia đình sẽ phải thắt lưng buộc bụng, trong khi các khoản thế chấp đất đỏ sẽ cản trở người mua tham gia thị trường. Ở từng quốc gia mà người đi vay sẽ phải chịu ảnh hưởng khác nhau từ việc lãi suất tăng. Tại Mỹ, đa số người mua sẽ phải chịu lãi suất cố định lên tới 30 năm. Trong khi đó, tại một số nước, các khoản vay chỉ có lãi suất cố định trong một năm đầu và lãi suất sau đó sẽ thay đổi dựa theo lãi suất cơ bản. Trong khi đó, tại Australia, Tây Ban Nha, Anh và Canada đang có tỷ lệ những khoản vay với lãi suất thả nổi cao nhất. Thời gian vừa qua, tại một số nước, các chính phủ đã bắt đầu can thiệp để giúp đỡ người tiêu dùng đối mặt với các khoản thanh toán ngày một gia tăng.